Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: Đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng: Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng đã sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, tại một nhà thờ ở bên Đức được gọi là nhà thờ con chiên, khi ngay chính điện đã đặt con chiên lên nóc nhà thờ, sự tích kể ra là thời kỳ bấy giờ đang xây nhà thờ thì một công nhân đã đứt dây an toàn từ trên nóc nhà thờ và té ngã xuống đất. Ở dưới này cả một đống đất rất to lớn và đầy gai nhọn. Nhưng may thay, anh ta rơi đúng vào ngay con chiên đang đi tìm gặm cỏ giữa đống đá đó. Con chiên đã bị chết, nhưng anh công nhân này đã được sống. Và để nhớ rằng công lao của con chiên, cho nên anh ta đã tìm đến nhà nghệ sĩ để đúc một con chiên và đặt trên nóc nhà thờ như tỏ lòng tri ân con chiên đã chết thay cho anh dù nó không biết. Kính thưa anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một con chiên không phải chết cho một người mà là chết cho toàn thể nhân loại. Không phải là một câu chuyện trên lý thuyết, nhưng là một câu chuyện có thật. Khi Thánh Gioan đã giới thiệu cho mọi người: Đây chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Hình ảnh con chiên là hình ảnh rất gần gũi với người Do Thái, và trong thời Cựu Ước hình ảnh này mang một ý nghĩa đặc biệt. Sách Sáng Thế còn diễn tả rằng A-ben khi chăn chiên ngoài đồng và đã tìm cách con chiên đầu lòng của con chiên để dâng lên Thiên Chúa như một của lễ tạ ơn. Vào thời ông Mô-xê thì chính con chiên này, ông Mô-xê đã ra lệnh giết một con chiên và dùng máu của con chiên bôi trên vết cửa khi dân Do Thái ở trong Ai Cập. Và ngay đêm đó Thiên Chúa đã đi ngang qua toàn dân Ai Cập và giết chết tất cả các con đầu lòng, ngoại trừ cho nhà gia đình nào, đặc biệt gia đình Do Thái, có vết máu của con chiên trên cửa thì người đó được cứu. Hình ảnh đó nói lên một sự gọi là hiến tế. Và trong thời Lê Vi, các thầy tế cũng đã dùng máu con chiên để thay cho của lễ đền tội. Vì sao vậy? Thưa, bởi vì con người phạm tội thì con người đã sa ngã và đáng tội chết. Nhưng vì Thiên Chúa đã quá yêu con người, người không muốn con người phải chết, nên truyền cho các tư tế ngày xưa dùng một con chiên xác tế để thay cho tội lỗi con người. Và vì thế con chiên là biểu tượng hình ảnh của lễ đền tội. Đồng thời, con chiên còn biểu tượng cho một giao ước khi Gia-bê Thiên Chúa ký kết với dân của người.
Và trong thời Tân Ước thì hình ảnh con chiên đó lại ám chỉ vào chính Đức Giêsu Kitô. Khi bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Nếu như tác giả thư Do Thái đã từng nói rằng máu con bò con chiên đã làm thánh hóa con người, thì huống chi là máu của Đức Chúa Giêsu Kitô còn hiệu lực biết mấy. Và Đức Giêsu Kitô Ngài hiến tế một lần, hiến thể thay cho mọi người vì tình yêu. Cho nên con chiên Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô còn là một biểu tượng cho sự giao ước. Và bởi vì Người là Thiên Chúa, cho nên giao ước này là một giao ước thánh, một giao ước mà Thiên Chúa ký kết với con người bằng chính máu của con yêu dấu của Người. Như bài Chủ Nhật tuần trước chúng ta đã biết rõ, trong bối cảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Giô-đan, chính Chúa Cha cũng đã giới thiệu đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về Người. Sau đó có thần khí như chim bồ câu ngự xuống như một điều minh chứng. Và ngày hôm nay Thánh Gioan Tẩy Giả như một ngôn sứ, một vị thế giá trong xã hội của Do Thái cũng giới thiệu về Chúa Giêsu. Như vậy rõ ràng hình ảnh trong thời Cũ Ước đều tiên trưng cho chính Chúa Giêsu Kitô, Người là con Thiên Chúa thay cho mọi người để dâng lên Thiên Chúa một cuộc lễ hòa giải, một cuộc hiến tế và một giao ước tình yêu. Trong sách Khải Huyền còn diễn tả 27 lần hình ảnh con chiên, và hình ảnh con chiên này là hình ảnh con chiên khải hoàn. Con chiên sẽ xét xử mọi người trong ngày sau hết và xét xử dựa trên tình yêu. Và vì thế kính thưa anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô là con chiên Thiên Chúa đấng đã xóa tội trần gian. Tạ ơn Chúa vì điều này. Tạ ơn Chúa khi mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, khi vị chủ tế cầm lấy bánh thánh đã được trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô sau khi truyền phép, mời gọi tất cả chúng ta, giới thiệu cho chúng ta đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Như vậy rõ ràng chúng ta là những người có phúc. Phúc cho chúng ta bởi vì chúng ta xác tín rõ con chiên đã thay thế tội chúng ta. Khi chúng ta phạm tội bất cứ tội gì thì chúng ta cũng giống như người công nhân nọ đang rơi từ nóc nhà thờ đi xuống dưới té ngã, và chúng ta có thể chết bởi những đống đá gai nhọn. Nhưng con chiên đã thay cho người công nhân chết thay, thì ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng sẽ chết thay cho tất cả anh chị em, chết thay cho từng người, bởi vì Người không muốn chúng ta phải hư mất đi. Cho nên chúng ta có ý thức rõ được khi chúng ta tham dự thánh lễ thì hãy đem tất cả tấm lòng, hết trí khôn, hết sức lực chúng ta vào trong thánh lễ này hay không. Bởi vì thánh lễ đó chính là tiệc của con chiên, và tiệc đó mang lại cho chúng ta ơn cứu độ, ân sủng và bình an như lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2. Chúa của chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và mỗi lần chúng ta kêu cầu danh Người thì Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Như vậy chúng ta có tham dự với tấm lòng của chúng ta không? Hay lòng trí của chúng ta hướng về những điều khác, những mưu tính, những lo toan trong cuộc sống, và khi tham dự thánh lễ chúng ta cũng đã không trọn vẹn để cho những thứ vật khác chia chỉ chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những dịp này chúng ta có nhịp nhìn lại, chúng ta là những người có phúc khi tham dự tiệc thánh thể của Chúa Giêsu. Chúng ta có nhiệm vụ là phải đón nước Chúa Giêsu vào trong lòng cho chúng ta, bởi vì chính Người đã chết thay cho chúng ta. Đồng thời,
Một khi Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta, thì chúng ta cũng được mời gọi để chết thay cho anh chị em của mình. Con chiên đã chết thay cho anh công nhân, ngày hôm nay những con chiên cũng đã chết thay cho chúng ta. Đó là những người cha, người mẹ cũng đã tần tảo để bán vé số, để đi lụm rác, để đi lang thang đầu đường xó chợ kiếm những đồng tiền về nuôi sống con của mình, nuôi cho con ăn học. Thì phải chăng đó là những hình ảnh con chiên cũng đã chết thay cho những đứa con của mình? Những người vợ đang âm thầm lo lắng cho chồng, lo từng bữa ăn cho chồng con, những việc âm thầm xuất phát từ tình yêu. Và như vậy không phải chăng đó là những con chiên cũng đã sẵn sàng chết thay cho chồng con? Và những người chồng đi làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi sống gia đình mái ấm mình, để gìn giữ và bảo vệ, thì đó cũng là những con chiên hiền lành, những con chiên trung tín để lo thay cho gia đình của mình. Và những bạn bè, những anh chị em, những người có trách nhiệm cũng hàng ngày âm thầm chịu đựng hy sinh để bảo vệ cho một cộng đoàn được yêu thương nhau, được hòa thuận với nhau trên một dưới lòng. Anh chị em đang trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất với nhau. Như vậy rõ ràng các Kitô hữu giáo hội đang chia rẽ. Quả thật giáo hội đã chia rẽ bởi những cái sự khắc khẩu, bởi những toan tính, bởi những sự khẳng định mà không phát xuất từ chính nơi Đức Kitô. Làm sao có thể sự hiệp nhất với nhau nếu như không được hiệp nhất trong Đức Kitô? Bởi vì chỉ trong Đức Kitô chúng ta mới nên hiệp nhất với nhau, bởi vì tất cả mọi người cùng chịu phép rửa, cùng một đức tin và một Thiên Chúa là Cha, và đặc biệt cùng một tấm máu trong máu con chiên là Đức Giêsu Kitô. Vì thế chúng ta được mời gọi một lần nữa khi tham dự vào tiệc thánh thể. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được có phúc để chúng ta đón nhận chính máu của con chiên. Mà máu đó không phải trên lý thuyết, máu đó tiếp tục hàng ngày đổ ra vì chúng ta. Cho nên cách để đáp trả lại chúng ta là người có phúc không gì khác hơn, chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng. Sống xứng danh Đức Kitô là giới thiệu con chiên cho người khác, giới thiệu bằng cách sống của chúng ta, một đời sống hy sinh, nhẫn nại, yêu thương, một đời sống vì chồng, vì vợ, vì con, vì anh chị em với nhau, một đời sống lo cho những người thân yêu, và đặc biệt những người bác ái, những người bất hạnh, những người nghèo khổ. Nếu có thể được, chúng ta hãy giúp đỡ họ, vì khi chúng ta nhận được phúc thì chúng ta phải tạo phúc cho người khác qua đời sống hòa thuận, yêu thương, hy sinh và dâng tặng. Chính khi đó chúng ta đang giới thiệu một chiên Thiên Chúa thật sự vẫn đang hiện diện nơi từng ngõ hẻm, nơi từng gia đình trong cuộc sống của chúng ta. Xin cho những ngày cuối năm này để giúp cho chúng ta ý thức rõ được cả một hồng ân Chúa ban cho chúng ta, để từ đó chúng ta là những con chiên hiền lành, những con chiên trung tín trong ơn gọi. Chuyện đó chúng ta sẽ chết thay cho người khác qua việc chúng ta hy sinh giờ giấc, vật chất, tiền tài, của cải, thậm chí mạng sống của chúng ta để người khác được sống. Và chính khi đó sự sống vĩnh cửu, sự sống trong máu con chiên của Đức Kitô sẽ ở trong chúng ta. Đầy chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Amen.